Cô chào cháu. Vâng, chào cô. Cháu bán cho cô cái bình nào? Cô lấy cái nào? Đấy, cô lấy cái con bình con cá mà con đang lau trên tay đấy. Vâng. Cái đấy bao nhiêu tiền hả con? Mẫu này là 3 triệu cô ạ. Sao nhỏ mà đắt thế? Vâng, mẫu này của con là mẫu vẽ rất là kỹ rồi. Cô tham khảo trên mạng nhiều rồi, vẽ bình vẽ vàng chỉ nhỏ tầm đấy chỉ 2 triệu thôi mà sao con bán đắt vậy? Thực ra thì cái bình hút tài lộc nếu như mà cô lựa chọn đấy, ví dụ như cái bình này của con đang là 2 triệu 2 này, cùng kích thước cô nhé. Mẫu này là 2 triệu 4 này, mẫu này là 2 triệu 6 này. Cái giá của nó không phụ thuộc vào nhiều cái dòng là vẽ vàng hay không vẽ vàng đâu cô ạ, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào cái họa tiết. Thế à? Thế tại sao cô lại thích cái mẫu này? Cô thích cái bình đấy, người ta vẽ trông rất nổi, dày dặn nhưng mà lại cái nào đi cái đấy trông rất đẹp. Cái họa tiết đúng không Cái ạ? họa tiết của nó rất nổi Để mà vẽ được không bị cái lẫn, không dối. để vẽ được cái mẫu họa tiết này thì người thợ ít nhất phải tầm chục năm trong nghề trở lên thì mới vẽ được cái mẫu họa tiết như thế này cô nhé. Thế à? Từ cái làm sao thổi hồn được vào cái chiếc bình. Đây cô nhìn cái họa tiết nó rất là nổi này. Đã nhìn như thật nhé. Cái mặt của cá này, thổi hồn vào cái mặt cá này. Bông hoa này. Rất là nhiều màu nhưng mà bông nào tách biệt bông này luôn, nó không bị lẫn. Mẫu này mẫu vẽ cá thì phải thổi hồn được vào cái nét mặt của cá, rồi trang trí họa tiết làm sao cho nó phải phù hợp với cái bối cảnh và cái phối màu rất quan trọng nhé. Cái phối màu làm sao cho cái họa tiết nó phải nổi bật. Đây cô nhìn ví dụ như mẫu này chưa vẽ vàng mà rất là nổi rồi, nếu như mẫu này mà vẽ vàng vào thì nó sẽ nổi hơn rất là nhiều và cái giá trị của nó sẽ cao hơn rất là nhiều cô nhé. Đấy, trong bốn cái bình cô yêu nhất cái bình đấy đấy. Thế mà từ trước đến nay cô cứ nghĩ là bình vẽ vàng là đắt hơn bình chưa vẽ vàng hả con? Không phải là mình cô đâu mà rất nhiều người có cái suy nghĩ như vậy đấy cô ạ. Thế bây giờ cô quyết định lấy bình nào? Cô vẫn thích cái bình con cá vàng, con cá đấy con kìa. Vâng, của cô đây. Cô cảm ơn con nha. Mình là Khánh, đồ gốm phong thủy, chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.